Vâng vâng. Anh em Ngọc Sơn và Dũng Nguyễn thôi sẽ nói là đôi điều với đại diện. Thưa đại gia đình Ngọc Sơn với người em của mình, thì tại sao Ngọc Sơn mời lên đây? Có rất có nhiều cái nhân duyên, và có một cái nhân duyên gọi là duyên trời. Duyên trời đã gặp nhau tại Trống Đồng hơn cả chục năm về trước. Dạ, hơn 10 năm về trước, em rất thân thương anh Ba Ngọc Sơn. Và đã rất lâu rồi, cũng vì nghe tiếng hát của anh Ba Ngọc Sơn mà em bất cứ xe đạp luôn. Hồi đó lên khóc lóc gặp Ngọc Sơn ở Trống Đồng. Trời ơi anh ơi, em mới bị mất chiếc xe đạp. Chứ nó ủa ai, chắc tội quá. Ngọc Sơn dễ thương lắm nha. Nhưng mà không ngờ bây giờ. Dạ, em hát không hay, nhưng mà ngày nào em cũng mở YouTube để nghe tiếng hát của anh Ba Ngọc Sơn. Và thật sự là may mắn khi hôm nay anh Ba nhận lời mời tham gia bữa tiệc riêng của Tiêu Dũng Nguyễn. Thật sự là rất là xúc động. Hôm nay thì em sẽ xin hát với anh Ba một bài, mặc dù em hát rất là dở, một bài hát mà ngày nào em cũng làm phiền với quý doanh nghiệp, bài hát Nhạc Trường của em, Đêm Buồn Phố Thị. Vâng, thưa đại gia đình, bài hát này Ngọc Sơn nói thêm là bài hát này Ngọc Sơn sáng tác năm 17 tuổi, đồng với lòng mẹ hai, gọi là Trấn Đồng hơn. Rồi với đồng với lòng mẹ hai Giận Hờn, đêm cuối thì năm 20 tuổi. Còn bây giờ thì Ngọc Sơn nói một điều rất nhỏ với đại gia đình. Và là Ngọc Sơn từ mà năm 87 bước lên sân khấu trở thành một hiện tượng đại gia đình yêu thương. Thì Ngọc Sơn về thắp nhang, hồi khi hay khóc một mình lắm nghe, thương đại gia đình lắm. Cái từ đại gia đình là do tấm lòng Ngọc Sơn nói ra một cách sự thật. Nghĩa là trong tim Ngọc Sơn đúc kết hơn cả chục năm đi hát rồi, Ngọc Sơn đã yêu thương đại gia đình quá, Ngọc Sơn trở lại tấm thân nhỏ bé. Thì Ngọc Sơn luôn luôn thắp nhang là cầu trời cho đại gia đình thành công rực rỡ. Ai dè một trong những người đại gia đình dấu yêu là có người em Vũ Nguyễn. Và có đại gia đình ở đây, cái gương mặt của đại gia đình, nét nụ cười không phải đơn giản mà nó đẹp được vậy. Từ tâm đức, từ tấm lòng sâu thẳm, Ngọc Sơn nhìn thấy nó toát lên, nó tươi sáng lắm. Chắc chắn công ty ta và đại gia đình ta làm ăn phát đạt vì luôn luôn có ơn trên phù hộ. Chào anh Văn. Cũng như thấy sức khỏe Ngọc Sơn không? Năm nay là 51 đó, 68 mà. Nhưng mà thiệt đó, bây giờ năm nay mới 19 tuổi thôi. 2019 đã sung luôn. Sung hơn hồi nhỏ nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.